Vâng, tôi Vũ Tùng Tám xin chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là 3 giờ chiều của ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021. Và em đã có mặt tại nhà bác Trình Huế ở xã Xuân Viên, huyện Yên Lập. Và được bàn giao cho bác một số đồ nội thất. Và đây là ngôi nhà của bác nhé. Ngôi nhà biệt thự rất là đẹp đây. Vâng. Đại gia ở xã Xuân Viên, đó là bác Trình Huế. Xã Xuân Viên, huyện Yên Lập. Và thì các bác cùng em đi vào bên trong để tham khảo một số đồ nội thất em vừa mới bàn giao nhé. Thì trước tiên đây là ngôi nhà của bác, em quay ngôi nhà của bác rất đẹp. Khuôn viên ngoài sân. Khuôn viên ngoài sân. À, có những cây bonsai rất là đẹp. Có bể cá. À, cá vàng rất là đẹp nhá. Rất chia đẹp của nhà bác Trình Huế ở xã Xuân Viên, huyện Yên Lập đây. Và thì các bác cùng em đi vào bên trong để tham khảo một số đồ nội thất em vừa bàn giao cho bác bên trong nhá. Không gian nhà rất chi là đẹp. Các bác nào cùng tham khảo không gian phòng khách như của nhà bác Trình Huế nhá. Thông vào phòng bếp rộng mênh mông bát ngát. Cũng là đại gia Xuân Viên. Đây chúng em đang lắp vào trên tầng 2 nhá bác. Đây là lắp của giường tủ, chiếc tủ 4 cánh dài 2m6 các bạn. Rồi chiếc giường, giường là bàn phấn này, mẫu giường mẫu tự nhiên thì làm theo kiểu mẫu nội thất của Đài Loan này. Chúng em thi công hoàn toàn trên nền gỗ tự nhiên nhé, chất liệu gỗ gõ đỏ, sơn màu đỏ theo ý của nhà hàng. Chiếc cửa là 4 cánh, góc trong là có các học để chỉ đạo ánh nắng chiều là xuyên vào nó hơi như vậy.